Sáng nay, Bệnh viện 199 Bộ Công an tổ chức lễ xuất quân cử đoàn y bác sĩ hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh phòng chống COVID-19. Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam đến dự và động viên đoàn lên đường làm nhiệm vụ. Theo quyết định của Bộ Công an, đoàn công tác của Bệnh viện 199 hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh đợt này gồm 53 người, trong đó có 17 bác sĩ, 28 điều dưỡng, 6 kỹ thuật viên và 2 dược sĩ có kinh nghiệm tham gia chống dịch tại Đà Nẵng trên nhiều lĩnh vực như tiêm chủng, lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện cách ly y tế. Tất cả các thành viên của đoàn đều đã tiêm vaccine phòng COVID-19 tối thiểu một mũi. Đồng thời, đoàn cũng đã được tập huấn chi tiết về phác đồ điều trị, chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19, các biện pháp phòng hộ cá nhân, kiểm soát nhiễm khuẩn trong khu cách ly, quy trình mang tháo phương tiện phòng hộ cá nhân, phòng ngừa phơi nhiễm với dịch tiết sinh học của người bệnh. Khi đi thì cũng điện về cho mẹ, thì mẹ cũng bảo đầu tiên thì cũng cản, nhưng mà về sau thì phân tích cho mẹ biết thì thực sự bà rất ủng hộ. Thực sự bây giờ thì tinh thần rất phấn khởi anh, sẵn sàng vào trong Sài Gòn rồi, Hồ Chí Minh thắng tiến. Vì là tinh thần xung phong nên là đồng chí rất là thoải mái về tinh thần, đặc biệt là các đồng chí cán bộ chiến sĩ có gia đình, cũng có nhiều người có con nhỏ nhưng là gia đình cũng luôn ủng hộ về mặt tất thì tinh thần hỗ trợ mọi mặt để mà cán bộ lên đường hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Ngay sau lễ xuất quân, đoàn y bác sĩ Bệnh viện 199 Bộ Công an di chuyển và có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh vào chiều nay để nhận nhiệm vụ. Tại đây, các y bác sĩ sẽ phối hợp cùng các đồng nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống COVID-19, nhất là hỗ trợ cùng tăng tốc việc xét nghiệm cũng như điều trị các bệnh nhân COVID-19, qua đó góp phần sớm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.